giờ mày mới ba đến giờ bát đi làm gì? Ôi cái gì đấy? Lâu rồi, bị đâu cái hình rồi? Chứ điểm rồi, bị mất điểm rồi. Cô ơi cô thấy con này nó có bị làm sao không cô? Điểm sao? Em mất 10 điểm, 10 điểm là 10 điểm, không có nhưng, ok chưa? 10 điểm không cô? 10 điểm. 10 điểm. Cô ơi, hình như là mấy phẩy thôi. Đừng có nói. Mua chuộc cái gì? Đừng cố làm mất điểm của người ta cho mắt người ấy. Làm đi, ngồi đây ngố máy. Lâu bạn nhìn cầm bạn dài em cầm tới không? Đây chỗ nào ngậm mồm lại chuẩn dài hơn đúng không? Bạn biết sao dài hơn không? Dạ. Tớ hay suy nghĩ tớ vuốt này vuốt làm sao được xương dài. Đây là đẻ nó như thế rồi không thể làm mà vuốt được xương. Nước chảy đá mòn bạn có công máy sắc một ngày máy xương. Hôm nay đi đâu đây? Hôm chúng ta đang đi đâu đây? Chúng ta đi về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Chúng ta về quê để nước chảy đá mòn. Để nuôi cá trồng thêm xương. Phải không? Hôm nay chúng ta về quê nhom nhom nhô nhít để đón về quê đâu? Đón về quê đâu? Về quê bạn. Về quê á? Vâng. Về quê hay là về đâu? Về nhà. Nhà ai? Nhà chúng ta. Thì hôm nay chúng ta nhìn mặt dài thế. Mặt dài thế. Đây đã đến nhà anh Vương rồi mọi người đấy. Uống mạnh lên. Nhà rất là đẹp luôn. Đây là cỗ mọi người. Toàn là món ngon. Nhưng mà con dâu tương lai vẫn chưa thấy vác mặt đến. Con dâu tương lai vẫn chưa thấy vác mặt đến. Đây là con anh Vương mọi người. Bảo tí vợ anh Vương xinh lắm mọi người. Tí quay cho mọi người xem vợ anh Vương nhé. Đang chờ hội nhà gái. Nhiều món mọi người. Nho này. Thịt này. Các kiểu các khủng này. Xôi sủng. Giải bóng đá. Giải ba. Giải bóng đá của ai đấy? Giải của ai hay của Long? Anh đá đọc đá bóng giỏi đấy cơ. Được đấy nhở. Ai da. Bây giờ con dê con dâu bây giờ mới đến. Chào bác chưa? Chào rồi. Anh vừa tắt cái đi vào đấy chào nhanh. Bước vào. Con chào bác to vào. Con tắt điện thoại đi. Em này uống rượu gì à? Đấy con dê con dâu ấy. Em mặc là ai đúng không? Em kia là tôi giới thiệu. Em uống rượu gì à? Con ngủ à? Em cũng cho xem à. Ngủ đá mọi người đây thấy mọi người thấy nặng của chị Hà Miêu mọi người quay từ giờ lên vẫn nguyên một cung nặng. Ờ thế thế bọn ông chỉ đường cho chị à? Bọn ông chỉ đường cho chị à? Đây là Ngân Hà còn đây là mẹ chồng tương lai của Ngân Hà mọi người. Tí nữa ra nhà thờ chơi không ngủ nhá. Tí nữa ra nhà thờ chơi đừng ngủ nhá. Xong cái này uống xong rồi thì về thì trời mới sướng này. Alo. Thế cái này uống tốt cho con trai hả? Trắng gương bổ tóc. Sao đưa có cái tóc này? Gia đình nhà con dê con dâu ấy đang cười tùng tỉu. Đang chào đón rồi. Chào ơi. Đâu rồi nhỉ? Ngân Hà đâu rồi nhỉ? Người Ngân Hà đang ngồi đây. Rượu các kia. Tôi anh Vương ngồi với anh Vương xinh không? Cao làm ơi cơ. Ông ấy cường. Vẫn dài các kiểu ấy, được ấy. 10 điểm. Vừa ngại vừa lầm đấy ạ. Đây mọi người ăn uống xong bắt đầu ra nhà thờ quay cho mọi người xem nhá. Nhiều con em không nào.
vào trước cho tôi. Đây là chu dê, đây là cô dâu, đây là chu dê, đây là cô dâu, đây là chu dê nha mọi người. Đây là bây giờ ăn xong rồi là bây giờ ăn xong là đi sang nhà thờ chơi nhé. Đấy. Em đây là lần thứ mấy em sang nhà KGL? Lần thứ mấy? Hai. Hai cảm giác thế nào? Cảm giác nó cứ như lần đầu vậy. Lần đầu là lần nào? Lần đầu là lần đầu tiên đấy. Hôm nay cỗ nhiều nhỉ? Nhớ những gì chị dặn chưa? Găng tay rửa bát. Bà này toàn găng tay rửa bát, dầu rửa bát. Bà này toàn rửa tinh thần thôi. Rửa bát các kiểu với mọi người nhá. Nói chung hôm nay ăn cỗ chắc không phải rửa bát đâu. Ngon. Thế thì bú. Ok mọi người. Thế bao giờ bọn mình ra đâu nhỉ? Bọn mình ra đâu nhỉ? Sang nhà thờ rồi quay cho mọi người xem tiếp. Ok. Không, no. Sao? Người bác ơi, bác ơi, bác ơi. Bác màu xanh. Bác ơi, không ăn rau kìa bác. Bác ơi, thành công thường không ăn rau, à không ăn màu xanh. Ok mọi người nhá. Làm suốt mà. Ok mọi người, bây giờ mình ăn cơm xong rồi nhưng mà mình đấy, chồng em nó phải khạc ấy. À, chồng em này à. Thế thì dọn đi. Cũng muốn dọn lắm nhưng mà bây giờ ấy kiểu Hà cũng mình phải nghĩ cho Hà. Đúng rồi, phải nghĩ cho Hà. Chân ướt chân ráo vừa đến chẳng lẽ mình lại dọn hộ đúng không? Sau này lại nhà người ta lại trách đúng không em? Ừ, đúng rồi. Mình phải dạy em tự của mới về. Đang về lại ăn bò nữa. Đi tối với anh nhỉ? Tối với anh à? Chậm quá, chậm quá. 10 điểm, 10 điểm. Chậm đi. Có thể dọn đâu. Đây, em đang chờ điểm bánh mà. Cái này chắc phải lấy cái giấy bóng này. Lấy cái phẩm ấy. Ui, em bênh đi luôn đi, không là đổ ra bây giờ ấy. Rồi rơi nó bắt đầu rơi rồi nhá. Đấy. Karaoke rồi. Nước đủ không ạ? Nước anh ơi. Cậu ấy và cậu ấy. Đây giờ dân Hà ấy nhỉ, chuẩn đét ấy nhỉ. Đây chuẩn đét. Ok, mày mày luôn. Còn ta ừ. Mẹ Long trẻ lắm mọi người. Gà. Trẻ. Thôi cô đừng. Cô ơi cô cho con này nó dọn. Cô. Cơ hội nghìn năm có một đấy. Cô cứ ngồi xem lớp ạ. Rồi bênh vào đi Hà, bênh cái rượu vào đi. Bênh cái chậu đấy cả. Thế bạn người rồi chị. Đúng rồi. Tanh. Để mình vào trong này mình quay cho mọi người xem bên trong nhà có cái gì nhá mọi người nhá. Cho lên phòng tình yêu. Phòng tình yêu ở đâu ấy? Ủa nhà rộng phết nhỉ? Phòng của Long à? Phòng này à? À hay phòng của anh Vương à? Đây, phòng này của Long. Phòng này à? Cảm giác thế nào? Cô ơi cô! Đâu mà nhỉ? Hạnh phúc nhỉ, hạnh phúc. Rượu. Cái gì vậy? Bà nó không bê rượu xuống đây làm gì vậy? Hai bê rượu xuống đây làm gì? Cắt đi. Sao để trên kia làm gì? Nói ra bắt đầu.
Long mày được đào tạo bài bản nhỉ Long nhỉ? Đào tạo bài bản phết. Được ấy. Em á? À. Em dọn từ bé rồi. Thế về nhà chẳng thích dọn gì. À thằng này nó chỉ chăm ở nhà thôi. Ừ, thế tưởng. Nhưng bạn anh đấy, tôi có để bạn về dọn bao giờ không? Hả? Cái xưa chưa tầng 15 bạn người như hủi ấy. Từ lúc tôi yêu bạn, tôi có để dọn bao giờ không? Người như hủi ấy. Rồi, ngồi đây rửa bát đi hai, ngồi đây rửa bát đi. À, vâng, chăm. Hả, rửa bát đi. Đây. Bữa nay tất cả vừa nó không nghe thấy gì chị ạ. Rửa bát đi em. Wow. Để đây, em cố gắng rửa bát. Cái gì? Em cố gắng rửa bát chị hiểu không nhỉ? Cái gì cơ? Em cố máy rửa bát. Cố máy rửa bát. Cái gì cơ? Em nhắc lại lần nữa. Em cố máy rửa bát. Em nhắc lại lần nữa cho chị nghe rõ nha. Em cố máy rửa bát. Cố máy là cái gì? Nó là cố máy để rửa bát này. Để đây, để đây á. Thôi, để cô ấy làm. Để cô ấy làm. Thôi, mai anh làm một trong điều cho. Mà để cô ấy làm. Mình làm. Em thường xuyên. 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 Chị My thấy cô em này được không? Cô em này được đấy. Đây là Long, đây. Mọi người đây, mình cho mọi người xem. Đây, đây. À nhầm, đây, đây, đây. Đây, 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 mà. Đây, đây à? Đây, 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 xong chưa, xuống rửa bát đi. Để cô ấy tự nhiên. Làm cái gì đúng không? Quên, giờ quên. Chơi đâu? Chơi gì? Ui, gì đấy? Dám ra đây không? Đâu? Sợ thế, như kiểu đâu, là... Đâu, tôi đi trên đất. Trên đất. Cái gì đấy? Đâu? Buổi buổi chiều ra đây đừng chịu lắm. Đâu? Còn một cánh đồng ở đây. Không phải, sông. Sông là sau rồi. Ôi, bạn ơi, ôi. Bạn ơi. Ôi. Bạn ơi. Bạn ơi. Rửa mày với bà đừng rửa bát làm gì? Ôi, cái gì đấy? Cái gì đấy? Lâu rồi, bị đâu cái hình rồi? Chưa điểm rồi, bị mất điểm rồi. Chân mẹ Long đây rồi này. Đây, đây là mẹ Long, đây là ngân hàng. Cô ơi, cô thấy con này nó có bị làm sao không cô? Bị làm sao? Em mất 10 điểm, 10 điểm là 10 điểm không có nhưng, ok chưa? 10 điểm không cô? 10 điểm. 10 điểm không có nhưng. Cô ơi, hình như là mình nhớ nó mấy phẩy thôi. Đừng có nói. Mua chuộc cái gì? Đừng cố làm điểm của người ta cho mắt người ấy. Làm đi, ngồi đây múa máy. Nhìn em ơi, mày rửa ơi. Bên kia ơi. Ơ, mà nó luôn gì? Bén téo lên cho ta. Thôi, không phải rửa đâu. Để mai đun nước nóng rửa chứ không rửa đâu. Thôi cô. Không rửa bây giờ đâu. Chứ còn là mai không rửa đâu mà. Mai đun nước nóng rửa rửa. Thế thì bu. Cái gì? Của em. Đừng mê lạnh ba. Không, cháu có thể lạnh đâu. Không rửa mày. Mày đừng tắm rửa.
bạn. Thì có nghe lời không? Thì có cái. Phải nghe lời người lớn. Nhưng mà cháu có thấy đâu. Nói vào nó rửa tay hay nó rửa mắt đâu. Mấy khi. Thì ra Hà ngoài nhà nó rửa bát liên tục bác. Con chứ ở nhà ngoan á, dọn nhà dậy từ 5 giờ sáng rửa bát quét nhà. Nấu cơm mà nấu mà không ngon á là nấu lại từ đầu. Đi lại đi. Không, ví dụ mà kiểu đấy nấu cơm từ bé đến giờ. Về cho 50. Nấu cơm ấy cô, nấu cơm từ bé đến giờ luôn. Hà ấy, nấu cơm mà trăm đúng rồi giống long ui rồi long nấu cơm không em nấu cơm từ lớp 5 tuổi năm tuổi tướng khoái tiếp đi sao vẫn chưa khoái thằng tuổi rồi em bé đâu xem em bé. Tí nữa chị bảo anh Sơn là cắt xong chị edit chị minute one giờ later vào xong rồi chị bảo anh Sơn là ghép với chữ là Hà đã rửa bát xong. Ok chưa? Nhưng mà đã rửa bát đâu? À, ủa rồi, em rửa xong mà. Ờ, tay ướt đâu? Chị cứ edit nhanh như thế. Còn bây giờ chúng ta nhận thờ, ok chưa? Nhé. Đấy bây giờ, à mọi người ơi, bây giờ bọn mình sẽ ra nhà thờ mọi người ạ. Đi thôi, let's go. Bác ơi, con ra nhà thờ đây. Bye bye. Oh, ok, Thắm ơi. Giờ là mình bị quay nữa kìa. Vậy hả? Anh kia anh. Anh kia anh. Anh kia anh. Anh kia anh. Anh trở về tuổi thơ đây này. Que đây, trở về tuổi thơ đây này. Ui Hà ơi. Em bắt tiền cô. Ờ Thắm ơi, vừa anh nhớ anh đưa cho em mấy trăm cơ mà nhỉ. Nào, cho lên YouTube luôn nha, cho lên YouTube luôn. Cho lên YouTube luôn. Thắm ơi, chưa mấy đâu, đây à? Mấy đây à? Có chụp ảnh không? Mấy bạn này động chạm thì ăn chém nhá. Đâu em ăn tay em ạ. Sao là em? À, em bảo nhắc câu đôi động chạm ăn chém mà. Chém bằng gì anh? Chém bằng gì? Nhà ngay đây vẫn ra chém luôn. Mọi người bây giờ đã đi chơi về rồi mọi người nha. Đã đi chơi về rồi mọi người. Bây giờ đi bây về giờ... thôi nhỉ. Hả? Về nhỉ. Quên một nhiệm vụ cuối cùng. Thế như là cái có một cái nơi trong ngôi nhà này mình chưa gọi là đến. Khám phá. Có tầng 2 nhà có tầng 2 không Long? Nhà có tầng 2 không? Tầng 2 có gì? Tầng 2 có một nơi sản sinh ra một nhân tài. Ai một nơi mà tất cả các dân chơi đều không biết. Chỉ cần đi lên trên xem đi. Sao ngoài chính hiệu? Sao ngoài chính hiệu? Về đây là ngoài chính hiệu. Để review chứ. Review xong đi về nhỉ. Review xong đi về. Đúng rồi.
hai bật khẩu. Ui cái tầng này á, ui cái này ấm hết đi, thải này ấm hết, từ từ lên nguy hiểm ấy. Tất cả đứng im. Cái này đâu? Ui đây là phòng á, đây là phòng. Ôi ôi cái gì đây? Ôi vẽ cái gì vậy? Sân ngoài à? Sao nhìn cái mặt buồn thế? Đây là phòng của Long á. Trái tim tan vỡ kìa. Trái tim tan vỡ. Hai, hãy để em Hà ra đây, Hà bảo hãy để em khâu lại trái tim này đi. Để hãy để em khâu lại trái tim này. Vỡ luôn. Vỡ mất à? Xong rồi lại còn về. Ui cái gì đấy? Lại về đây bắt đầu thành sắp rồi đây. Về đây đấy. Hà Long sao sao? Có thể giải thích cho tôi được là tại sao bạn em vẽ như lên bức tường như cái hình như này không? Chán đời ấy. Sao mà chán đời? Kẻ vẽ lâu chưa? Kẻ vẽ lâu chưa? Lâu. Đúng rồi. Chán đời, bà ấy tuổi dê chán đời, chỉ ăn mới học chán đời. Sao bà ấy? Bà ấy. Sao mà trong phòng này có gì? Ui gấu này của ai tặng này? Của em nào tặng đây? Của em nào tặng đây? Cha tụi hỏi tội. Của em tặng đây. Cái này của em nào tặng đây? Của em nào tặng đây? Gấu à? Thế nào không phải của em nào tặng à? Thế mang về nhỉ? Thế còn hoa hồng này là của em nào tặng đây? Đây. Này sao Long có cả những nước hoa hồng đấy? Này, hoa hồng này của em là tặng đây. Hoa hồng này chị Thư. Chị Thư là để đấy. À, bạn thích tôi từ ngày xưa đúng không? Con này từ năm bao nhiêu? Con này bạn có từ năm bao nhiêu? Tại sao bạn lại mua chuối về lại còn mắt trái tim? Kiểu yêu đơn phương ấy. À. Để ở nơi ấy sợ bị thế này. Hay lúc em không ở đây nữa mới để đây đúng không? Hả? Lúc không ở đây nữa mới để ở đây à? Không, nhưng mà đây em để đây. Đây này. Mua hình chuối nhẹ. Hả, từ từ đi ra xem một chút. Ui, con lợn này. Con lợn này tưởng thế nào, bị đục đít rồi. Đục đít rồi. Đấy. Có gì đấy? Trong này là cái dụng cụ gì đấy? Ui, Long ngày xưa là một nghệ sĩ. Không biết. À. Cái này này bằng chảy răng mà. Còn đi ra để quay được không? Ui. Là con sad boy tu tu à? Bốn bốn là tu tu à? Hà đâm mẹ được không? Đó. Đó đấy mẹ được không? Chịu rồi. Bạn ơi để tôi diễn lại cho cảnh nguyên ép ủa cảnh nó thảm kịch luôn bạn ạ. Đây. Để tớ nhập vai là bạn ngày nếu như bạn không yêu tớ, Hà bảo nếu như bạn không yêu tớ đi. Không yêu tớ sẽ. Tiếp tục nào, xem có đi ra để review nốt nào. Ôi. Trong này có sách, ui, Long học sách giỏi thật, ui, quyển sách không có một chữ nào luôn. Không có một chữ nào, ui, có một chữ nào thật. À, đây sách đây rồi. À, ui, chật ký. Đây là sách kinh, bảo là nhật ký đâu, nhật ký, sách kinh. Đây là sao? Ui, mũ của Long. Mũ này giống mũ của ông nội đây. Thầy ông nội đây. Giống mũ của thầy ông nội nhỉ? Thầy ông nội mà. Thế đâu? Thầy ông nội giả dạng thành Kiều Duy Long đến tán ngân hà. Trong có gì đây? Hồ sơ, ui, hồ sơ bệnh án. Trong này là có gì thư tình này? Tội nhân Cồng Duy Liên. Cái này là đấy rồi. Tình rơi của anh Kiều Duy Long còn gì? Của chú còn gì? Mặt lại ủa, nó xị xị. Mặt lại xị ra. Là con anh Vương giống y hệt thằng Long luôn rồi. Cười chưa, từ lúc đến đây chưa thấy nó cười một lần nào. Nó không cho quay à. Thế á? Nhưng mà quay mà xị xị cả. Không được xị như kiểu chú Long đâu nhé. Bạn ạ. Bây giờ về thôi muộn rồi. Nào. Căn phòng này đang nhớ bạn. Căn phòng này đang nhớ bạn. Căn phòng này đang rất là nhớ bạn. Căn phòng này thuộc về bạn. Bạn ạ, bạn là sắp boy của tôi là happy girl. Tôi không thể nào mà bị buồn được. Tôi sẽ phải đi về đây. Đấy. Em người yêu thôi.
rồi. 1 phút. Đây 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 đây. Ozuke, để em đi. Bạn ạ. Ra luôn. Bây giờ bạn có nguyện đi cùng tôi không? Bạn sẽ từ bỏ những cái lỗi buồn này, bạn đi cùng tôi không? Chúng ta đi chứ. Em gọi lại đây sắp boy đi nhé. Em gọi lại đây sắp boy nhé. Em cùng anh ấy đi về đây. Chào mọi người chưa? Bye mọi người ạ. Nhớ đăng ký kênh Ngân Sở Hà và đấy, giáo sinh ăn lành nha mọi người.